sao phù hộ cho con qua được cái hạn này đi, không biết cái năm xui tháng hạn sao mà nó xui gì mà nó xui thấy ghê dễ sợ luôn. Xui gì mà nó xui từ trong người mình tạt ra vậy đó, gặp ai cái phà cái xui vô mặt ta liền vậy hả? Mà hôm quá mà có người ta chỉ gặp cái ông thầy này mà thỉnh ông về đây mà sao bữa nay giờ này ông chưa tới nữa, lâu dễ sợ à. Đi gọi cái coi. Alo. Dạ, trời ơi thầy ơi, thầy tới đâu rồi thầy? Sắp tới rồi. Dạ dạ, tới đâu rồi thầy? Tới ngã năm chuồng chó rồi. Trời đất ơi, bây giờ thì mới tới ngã năm chuồng chó rồi, chừng nào thì mới tới? Trời ơi, bây giờ cứ cấp máy đi, cứ nói điện hoài, cách 5 phút điện lần bà nội ai chạy cho kịp. Bây giờ thì mỗi lần mình tao dừng xe lại cái tao móc điện thoại ra tao tưởng ai gọi, thì cuối cùng cũng là mày gọi. Mày gọi hoài sao ai mà chạy cho kịp, nhưng cấp máy đi tao đến từ 1 tới 10 là tao có mặt. Trời đất ơi, cái gì mà như bắn súng vậy trời? Ông thầy gì đâu mà bắt lên cái xả cái la phan cái cúp máy ngang vậy hả? Thiệt tình. Tao cúp máy nào mày? Trời ơi, tao chưa cúp hết hả? Tao chưa cúp hả? Dạ. Nói gì mà cẩn thận miệng mẹ mày. Dạ dạ dạ. Mẹ mày. Dạ con xin lỗi. Trời trời đất ơi, ít ra cũng phải để người ta xin lỗi tiếng. Nói chuyện cứ cúp máy ngang hoài thì mất lịch sự dễ sợ. Thiệt tao tình. Chưa cúp hả? Dạ chưa cúp nữa mày thầy. Coi chừng cái miệng mày tao nói rồi đó nha. Dạ. Bây giờ tao mới cúp nè mày. Dạ. Tuột. Tuột. Điện thoại gì đâu cúp nghe cái tuột thấy ghê vậy trời. Mày nghĩ sao tuột mà cúp máy vậy? Dạ, chưa cúp nữa thầy. Dạ thưa ông nội, cái tiếng tuột là tiếng khác, còn cúp máy bây giờ là tiếng khác nè. Dạ. Trời ơi, cái tiếng cúp máy còn thấy ghê hơn cái nãy nữa. Là cúp chưa ta? Rồi. Trời ơi thầy sao thầy linh dữ vậy trời. Trời ơi trời. Ủa mà gì? Đang ngỡ ngẽ năm chuồng chó kêu đếm từ 1 tới 10 có mặt ở đây. Thôi làm như phim hoạt họa vậy. Thôi kệ đếm thử coi thầy tới kịp không. Tới kịp là mới nể nè. 1, 10. Thấy không? Sao tới kịp? Hả? Trời trời nói chơi làm thiệt hả ta? Dạ cửa không khóa con mời thầy vào. Hả? Trời ơi, sao thầy bận đồ giống cương thi vậy? Dạ không. Dạ con chào thầy. Thầy cho con hỏi là thầy từ đâu đến à? Thái niên. Thầy chưa nhìn cái bộ gió thầy là biết rồi mà. Thầy không phải là người ở đây rồi mà gặp thầy nói cái tiếng mà thái niên là biết thầy ở bên Tàu qua phải không thầy? Thầy cho con hỏi là thầy cái vùng mà thái niên là cái vùng nào ở bên Tàu vậy thầy? Tây Ninh. Tây Ninh của má. Mày vô mày làm lố hơn người ta không? Mày làm lố hơn người ta không? Dạ tại thầy tới con mừng. Dạ. Bình thường ta con đừng có làm lố, thầy ghét lắm nghe không? Dạ. Ninh tao ghét lắm nghe. Dạ dạ. Nói cho thầy biết là tại sao mà con biết tới thầy mà con mời thầy về đây hay vậy? Trời, người ta giới thiệu thầy cho con đó thầy. Trời ơi, trong xóm con bây giờ mà không ai là không biết tới thầy hết. Người ta nói thiệt ca ngợi mà ca tụng thầy quá trời luôn á thầy ơi. Có không? Con nói thiệt có sao không thầy? Trời đất ơi, ta nói sao nói thầy trời nghe con. Hàng xóm con này nó nói thầy tài lắm, thầy giỏi lắm thầy ơi. Thầy giống như là thánh nhân vậy đó. Ở trên kia phái thì xuống đây để giúp người giúp đời mà. Thầy rất là siêu sao mà siêu phàm. Mà nói chung thầy rất là giỏi mà tài năng mà. Nói chung thầy là cái giống gì á chứ không phải người ta. Con nói thiệt á, nó nói thầy hay lắm mà thầy là cái loài gì đâu mà sống ở trong rừng trong rú mà ăn toàn cám sú cám heo không. Rồi nó nói thầy bóc cái gì thầy ăn cái đó mà thầy ăn bậy ăn bạ vậy mà nhờ vậy mà thầy linh nha. Nó nói thầy linh mà phải linh mà linh linh cỡ mà linh cái dòng mà linh 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 như cô hồn cát đảng vậy đó thầy. Đúng thầy. Khen thầy hả con? Dạ. Con đang khen thầy hả? Dạ. Hồi thích ghê luôn á, khen cái là thúi mặt liền. Ủa thích dễ sợ. Ê nói nghe nè, mày có tin là tao giặt vô trong mã mày không? Ủa giặt vô trong mã là gì thầy? Giả vô trong mặt mày chứ là cái gì hả? Đúng nè. Trời ơi, nó giới thiệu tôi y như là thú trong rừng ra vậy thiệt á. Ủa đâu có đâu, con mê thầy quá, con đang lăng xê thầy đó. Mày đang lăng mạ tao đó. Chết mày lăng nhục tao đó, mày tin tao đem mày đi lăng bột không? Thôi, con xin lỗi thầy. Trời đất ơi, cái thứ gì đâu không, thôi bây giờ xui gì nói liền một lần một đi. Trời con xui lắm thầy ơi, con xui mà xui tận mạng luôn. Xui không phải như người ta. Con xui tới nỗi mà ai đứng kế bên con là bị xui lây luôn. Thầy đứng kế con không chừng chút ra đường xe đụng thầy. Con giả vô miệng mày cái thứ nó quở không nè. Vô duyên mà mở miệng ra là quở. Thầy là không bao giờ xui. Thầy đi giải xui cho người ta là thầy không bao giờ xui, con phải hiểu được. Dạ thầy. Mày gặp thầy là mày hên. Dạ. Bây giờ thầy sẽ coi cho con. Dạ. Thầy coi là coi cái tên.
Cái tên nó đối với con người quan trọng ghê gớm. Cha mẹ đặt con không bao giờ để ý tên, thành thử là cuộc đời con cái nó đi theo cái tên. Nghĩ sao cái con gái tên Hà cưới chồng tên Bá, hai chồng ráp lại Hà Bá. Vậy là ghen. Có kỳ quá thầy hả? Thôi vậy nhau. Mà thằng nào tên Giang làm ơn đừng bao giờ cưới con nhỏ nào tên Mai, hai chồng ráp lại Giang Mai, mẹ gãi chết à. Trời ơi, ghê quá thầy. Mỏi tai à. Dạ. Mà ghê nhất là cái ông nội mà từ văn nghĩa nghĩ sao đi lấy cái con Trần Thị Trang. Rồi thằng MC nó vừa bước ra nó nói dạ cảm ơn quý vị quan viên hai họ đã đến đây chung vui với hai họ từ Trần và hai cháu Nghĩa Trang. Trời ơi, ta tưởng đi lộn đám đâu có thầy. Mà thành thử ra cái tên nó đối với con người nó quan trọng ghê gớm lắm. Dạ. Bây giờ thầy muốn hỏi con tên gì? Dạ con tên Đông. Đông. Dạ. Đông hả? Tên Đông phải không? Tên Đông hả? Đông, Đông hả? Dạ sao thầy? Hả? Sao vậy thầy? Tên Đông mà. Dạ. Có gì đâu xui trời. Ủa? Tên Đông, Đông Tây Nam Bắc tên tốt mà. Đông là hướng tốt mà. Thầy làm con hết hồn thầy không? Đông đâu có gì đâu xui nè. Dạ. Kỳ không? Đông. Tên đầy đủ là tên gì? Dạ Nguyên Phấn Đông. Nguyên Phấn Đông tên giống con gái quá không được. Giống con trai mà thầy. Mà có gì đâu xui nào Nguyên Phấn Đông không? Dạ. Nguyên Đông. Hiểu luôn. Trời ơi. Trời ơi, đọc cái tên nó nặng mùi là biết tại sao mày xui luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi, bây giờ thì tao đã hiểu. Trời ơi, ba má mày thương mày dễ sợ. Mày đặt con nghe cái tên Nguyên một bệt luôn. Nguyên Phấn Đông. Từ nhỏ tới lớn giờ có thầy mới cắt nghĩa được cái tên của con đó. Trời, đã có hèn gì nó xui mà nó không xui bình thường mà nó xui thúi lây người ta. Bởi vì thiệt. Trời ơi, chết con rồi thầy ơi. Giờ nghĩ sao mà tên Nguyên Phấn Đông. Giờ con phải sao thầy? Đổi tên. Trời ơi, họ là không đổi được họ Nguyên đúng không? Dạ. Bây giờ họ Nguyên lấy tên Đồng lót chữ Tiến. Ồ, Nguyên Tiến Đồng là Nguyên đóng tiền. Thì thôi. Hay quá thì thôi. Thì nó có thể trong vòng một góc nhạc mà thầy lật cái con từ cái đóng này qua đóng khác liền hả thầy? Cỡ đó này không? Từ chuyển từ thúi thành thơm. Trời, con nể thầy thiệt luôn thầy ơi, con bái thầy luôn. Tao là thầy mày bỏ vậy không? Dạ. Mà quan trọng giờ không phải là cái tên, quan trọng là cái mạng. Con mạng gì? Dạ Mobi. Cái gì đó? Đồng sáng đi trong mặt mày Mobi, ai mà biết được mà coi mày điên à. Thầy hỏi con cái mạng là cái giận mạng của mình chứ tao hỏi mày xài mạng điện thoại gì mày Mobi. Ủa con đâu có biết cái mạng. Cái gì? Mạng là nó nằm trong ngũ hành, con có biết ngũ hành không? Dạ biết, cái này con biết nè. Cái củ hành là mình đem xào với thịt bò ăn nó thơm mày lắm. Mày xào cái mặt mày thơm hơn ngũ đậu mày ngũ hành chứ tao nói củ hành hồi nào mày xào thịt bò. Cái đầu mày là phô mai đầu bò đó cho mày xào ai? Con đâu biết đâu. Cái ngũ hành là nó gồm năm thứ là kim, dạ, mộc, hỏa, thổ. Cái cuối cùng là cái mạng của con đó. Cái cuối cùng là cái mạng của con đó thầy. Là cái gì vậy thầy? Không biết đừng có làm lố, hiểu không? Không biết đừng làm lố. Không, con tưởng thầy chỉ con. Bây giờ thầy cắt nghĩa con hiểu liền nè. Dạ dạ. Cái cuối cùng nó là gì nè? Cái gì thầy? Khác á. Mình khác á, mình khác á, mình uống gì? Mình khác uống bia. Không phải. Cái gì? Dưới sông. Dưới sông có gì? Dưới sông á. Sao? Dưới sông có cá. Không, đi mình nực đi, mình nực, mình nóng được cái mình nóng được, mình xịt cái gì người mình cho nó mát, xịt cái gì? Xịt dầu thơm. Xịt dầu thơm mình mát lắm hả? Cái gì mày nổi cái... cái này là cái gì nè? Đàm. Đàm bà nổi mày chứ đàm. Cái gì thầy? Đúng rồi. Cái gì? Muốn tắm mày phải có cái gì mới tắm được. Xà bông. Cái gì đây? Tắm thì có xà bông. Mày không có nước làm sao mày tắm cả thành phố nhỉ? Mày nghĩ làm sao mày xà bông? Mày, ta đang nói về nước, mày có biết ta nói nước hay không? Dạ con biết rồi. Ý là thầy nói con mạng nước. Mày mạng thủy. Dạ mạng thủy. Trời ơi, con điên. Dạ. Trời ơi, tao mệt quá, tao thiệt. Mày mạng thủy biết chưa? Dạ con biết rồi thầy. Người ta là đại hải thủy hay là đại hồng thủy. Dạ. Bây giờ mày xui tới mức độ mày lên tới đại phù thủy. Hả? Là mày xui lắm. Vậy nhà tẩy quế cơ thể. Biết tẩy quế cơ thể là làm gì không? Ê, con biết rồi. Tẩy quế cơ thể là mình tắm lá bưởi. Không, tắm lá khác. Ủa, tắm lá gì thầy? Lá số định. Hả? Có cái lá đó luôn hả thầy? Có sao không? Có lá đó mấy anh chị. Có lá số định không? Có đúng không? Thấy không? Ai cũng nói có mà, thấy không? Dạ. Có cái lá đó.
Cái đó là quán nhậu người ta bán ăn chung thịt chó đó, ngoài Bắc tao kêu lá mơ đó. Dạ. Mà cũng tội nghiệp lá dễ sợ không, ngoài Bắc tên đẹp dễ sợ không, tên mơ không, tên nghe mỹ mãn, tự nhiên cái chở vô miền Nam đổi tên cho ta, hỏi ra tên gì, tên thú địch trời. Trời thầy ơi, rồi con tắm cái lá đó sao con dám ra đường? Bây giờ nghe lời thầy. Dạ. Mình xui mà mình tắm lá bưởi, cái lá bưởi nó tẩy mình hết xui, là cái xu nó thích, nó ám nữa. Còn bây giờ bản thân mày xui là mày đã thúi rồi đúng không? Dạ. Mày chơi cái lá thúi địch cho thầy thì trời đất ơi, cái thúi của mày mà nó phối hợp với cái lá thúi địch thì mày tưởng tượng mày ra đường mày thúi như cống. Tao nói thiệt, mày đi tới đâu chó nó không dám theo mày, phải lấy đâu xui nó theo. Đúng không anh chị? Hay quá thầy ơi. Cái này mà, cái này người ta gọi là lấy độc trị độc không thầy? Ngu bậy bạ, biết nho thì nói không biết nho mà sổ bậy. Cái này ta kêu là quên rồi, bỏ đi. Thầm, thôi thầy, bỏ nó đi thầy. Quan trọng đó là khi mà con hết xui rồi thì con sẽ lấy hoa để con tắm lại cho nó thơm đó. Ủa mình tắm hoa là tắm sao thầy? Mình tuổi con gì tắm hoa đó. Tuổi con gì tắm hoa đó. Đúng rồi. Vậy tuổi con chó tắm hoa gì? Tuổi chó à? Dạ. Dạ tuổi nghiệt dữ bay. Dạ con tuổi chó thiệt mà. Tuổi chó à? Dạ. Tuổi chó tắm hoa chó đẻ. Quà chó đẻ luôn hả thầy? Không biết có cái quà chó đẻ không mà tao thấy có cái cây chó đẻ đó. Cái cây đó là người ta đem ta làm thuốc có nghe mày. Dạ rồi. Người ta làm thuốc từ cái cây chó đẻ thì tao thấy cái cây nào nó cũng có cái hoa, thì có cái cây chó đẻ thì thế nào nó cũng có cái hoa chó đẻ thôi. Ủa cái cây gì là có cái hoa đó hả thầy? Đúng rồi. Phải không thầy? Cái, con... cây chanh có hoa chanh, cây bưởi có hoa bưởi, cây khế có hoa khế, chứ cây gì mà không có hoa. Cái cây đâu nhà? Tao nhầm gì mà lao mặt mày đó, mày điên mà cái gì mà cũng cãi cho được. Vậy hả? Con đâu có biết đâu thầy. Ủa thầy, vậy có nghĩa là tuổi con chó là tắm hoa chó đẻ hả thầy? Dạ. Thầy vậy cho con hỏi nha thầy. Thí dụ mình tuổi con gà mình tắm hoa gì thầy? Kiếm gì dính tới con gà tắm? Là hoa gì thầy? Hoa sa kê. Hoa sa kê đâu có dính tới con gà. Dạ ba kê là gà đó má, dính cỡ đó chưa đủ nữa hả? Cái gì hả thầy? Kê là gà hả thầy? Là nghe. Dạ thứ ba kê là gà đó ba, dính cỡ đó chưa đủ nữa hả? À dạ, không biết rồi. Thầy mày ăn ngọc kê là mày ăn gì? Ờ ha, vậy mà nghĩ không ra. Thầy, cho con hỏi một câu nữa thầy. Thí dụ mình tuổi con heo mình tắm qua gì thầy? Dạ tôi heo tắm qua cước lợn. Lợn là con heo đó thầy. Chứ nên lợn là hà mã. Dạ thầy, vậy tôi hỏi câu nữa thôi thầy. Thầy, thí dụ mà mình tuổi con trâu mình tắm qua gì thầy? Dạ thưa anh, tuổi trâu tắm qua lài anh. Con qua lài nó đâu có dính tới con trâu. Nha, tôi đã bao nhiêu người hiểu chỉ một thằng không hiểu nha. Dạ thầy. Mà nghĩ sao nó không dính tới con trâu? Cái bông qua lài nó thường cắm bãi trâu, nó dính nguyên một cái phấn đông của trâu, mày còn nghĩ chưa được. Không cần dính tới con trâu mà dính tới phấn đông cũng được hả thầy? Dính cái tên mày là được rồi. Miễn sao có cái tên con là con vui rồi. Thầy cho con hỏi một câu nữa thôi thầy. Thầy, mình vậy thí dụ mình tuổi dê mình tắm qua gì thầy? Tuổi dê qua gì tắm cũng được nha con. Ủa sao vậy thầy? Bây giờ tí tụ dần mẹo thành tiện họ mùi, thì cái con dê nó rớt ngay cái chữ mùi, cứ qua nào có mùi mày chơi cho tao. Trời ơi hay quá. Thầy vậy cho con hỏi thêm câu cuối cùng nữa thôi thầy. Thầy, thí dụ mà cái hoa nào có mùi là mình tắm cho tuổi con dê phải không thầy? Vậy còn cái hoa không có mùi mình tắm cho ai? Tắm cho bà cô nội mày đó. Dạ. Mày về mày tắm cho bà cô nội mày, cho dòng họ nhà mày, bu nguyên dòng họ nhà mày ghẻ không phải cần tắm mà sao mày hỏi hoài vậy? Tao là giáo viên sinh vật hả mày? Dạ con không biết. Bây giờ mày coi không? Dạ coi. Trời ơi trời. Biến thái. Biến thái là thầy kêu mày đi tao nói mày á. Dạ. Biến thái. Quỳ xuống thành tâm. Quỷ đây hả thầy? Mày lên đầu tao ngồi nè. Gì nó cũng hỏi được chứ, nằm như mớ đẻ hôm qua. Khùng điên quá trời gì đâu không. Ủa sao thầy không ngồi xuống? Chi vậy? Để con lên đầu thầy ngồi. Thầy mới kêu con lên đỉnh mà. Thầy kêu là lên. Dạ. Ngồi thiệt. Dạ đúng rồi. Ủa thầy nhảy chân sáo đâu vui vậy thầy? Kim đá trội mày chết mày á, mày chân chi mụ nội mày nghĩ sao cái đầu tao mày lên mày ngồi. Ê tao, mày tưởng tao là cái massage hả? Ê tao giỡn mặt với mày. Tao nói mày không phân biệt được cái nào nó chơi, cái nào nó thiệt hả mày? Ai biết đâu. Mày quỳ đây, mày dạ, nhanh, dạ, thằng dạ. Nhanh, mày nhanh. Quỳ đây, dạ dạ. Trời ơi. Trời ơi nó kiếm chuyện tôi. Thầy nói con làm. Mày con... Dạ. Bữa mắt bố hả? Em mày nói hoài á. Trời đất ơi thiệt, cái thằng má nó đẻ nó cái mỏ nó ra trước này thiệt. Không rồi đó cái chân con ra trước. Mày điên gặp cái gì mà cũng nói. Không cầm mồm lại bồ mày chết rồi.
Mày nói nữa tao cắn lưỡi tao chết liền tại chỗ mày tin không? Mày nói thêm một tiếng tao chết liền trước mặt mày. Thành tâm khấn nguyện nha. Dạ. Có đâu nhảm à. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Con thấy thầy Tụng, có con Tụng theo thầy. Em có mượn. Em không có mượn. Con đâu có biết đâu. Em không có mượn luôn á. Con tưởng thành tâm khấn nguyện là phải Tụng luôn chứ thầy. Im. Im. Dạ, dạ, không biết rồi thầy. Một lần nữa tao cầm nha tao tự thọc họng tao chết. Dạ, dạ, không biết. Cái gì vậy trời? Thôi mày Tụng luôn, mày Tụng luôn, mày nhắm mày làm được. Mày Tụng một mình, ông Tú ngủ ở nhà, mày nguyên một mình nhà mày nghe. Mày làm hết một mình mày đi. Mày xả một mình mày nghe đi. Dạ không có thầy ơi, con bị liệu. Tội nghiệp con quá mà con bị liệu này, con không cố ý con ghẹo này đâu. Sao mày nói hoài vậy? Dạ con lại này 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 ráng cho con giải hạn cho con tội nghiệp con thầy. Lần nữa tục dít. Dạ con hứa luôn thầy, con hứa con không nói nữa. Dạ. Nghĩ sao gì đâu, không phải nó nghĩ thì nó nói hoài vậy. Nói mình biết cái miệng không được nhau. Nói hoài vậy, đi một mình. Tao thì tao muốn gì tiền thuốc chết bà thầy mới nói gì vậy thầy? Nói kìa bà tao. Đi đi. Con đi đâu thầy? Đi đâu kìa bà mày. Vô tội nghiệp con quá thầy, đừng đuổi con nè. Thứ gì đâu không. Quỳ đi. Dạ dạ dạ. Nội mắt bố điên xong ngồi nó hoài vậy. Nói chỉ có mấy đứa điên đứng nói chuyện mình thôi chứ đã nói không ai nghe, không quan tâm tới có người nghe không. Đừng nói mà điên còn đứng nói chuyện nó hoài vậy. Cái chuyện nó hoài vậy. Điên mà đứng nói hoài, điên mà xong nó hoài vậy. Khùng mà đứng nói hoài vậy thôi, không ai nghe. Không có nói gì đâu thầy. Thanh tâm khấn nguyện. Dạ dạ. Thầy gì? Con biết thầy có đau bụng chứ con thấy thầy rặn con đau bụng quá à, thầy. Cái nhạc của em vô nó phải như vậy, nó phải có intro rồi nó mới vô nhạc anh ha. Dạ vậy hả thầy? Dạ. Anh làm ơn anh thông cảm giùm em xíu nha. Dạ dạ. Thiên linh linh địa linh linh cầu ơn trên phù hộ cho gia chú nguyện phân đồng ngụ tại Tô Hiến Thành phường 13 quận 5. Dạ Tô Hiến Thành quận 10 thầy. Lộn rồi, quận 10 chứ không phải quận 5. Ồ xin lỗi bé, trên quận 10 không phải quận 5. Dạ. Gia chú năm nay 20 tuổi. Dạ con 29 tuổi rồi thầy. Con có ghi rồi, con gửi cái thông tin của con cho thầy đó. À, 20 không phải số chín tròn do tưởng lộn số không. Dạ. Vừa lòng mày chưa? Nó vừa mày cắm cái miệng mày hỏi cái gì mày nói được ra. Thầy hỏi không có mượn mày nhắc nữa. Thầy hỏi con mới nói chứ con đâu có biết. Con nói gì đâu. Gia chủ cầm tinh mậu tuất. Dạ con cầm tinh con chó thầy. Thầy lộn rồi thầy ơi, con chó chứ mày mậu tuất con có ghi cho thầy hết rồi. Thầy lộn rồi. Dạ thầy trời ơi thầy Tụng bung áo luôn, tội nghiệp thầy quá. Dạ dạ dạ, dạ. Gia chủ cầm
cầm tinh mậu tuất ra. Dạ cầm tinh con chó mà thầy. Con nói thầy rồi, tại con không có nhắc lời thầy đâu. Tại vì con sợ thầy lộn con đó, rồi nó không đúng tuổi con, rồi nó không có linh cho con. Dạ. Chính ra ăn tiền này nhục lắm rồi. Đâu có gì đâu nhục thầy, ăn tiền con đâu có gì. Con tại vì thầy lộn con nhắc thầy. Dạ. Không cần. Dạ. Để thầy. Dạ dạ. Không cần. Dạ thì con đâu có nói gì đâu. Dạ dạ. Chủ cầm tinh. Dạ chủ cầm tinh. Con về luôn cho đầu đi, nó canh luôn rồi. Nó canh luôn rồi, nó rảnh luôn, nó canh luôn. Nó canh luôn. Trời ơi. Ủa tôi nể mày thiệt. Trời ơi, nó canh luôn à. Gia chủ cầm tinh. Thôi, y như chó chụp xương vậy trời ơi, thiệt tình chết không chết. Trời đất ơi. Tao không tin, tao không nhanh bằng mày. Dạ chú cầm tinh mậu tuất. Dạ chú là chó bà nội con biết đồ ra con bị xuống thằng thăng đi khốn nạn nó lại mày ra khốn nạn. Trời ơi trời, tuất là chó chứ là cái gì mà nhắc hoài. Ủa tuất là chó hả thầy, chứ không lẽ là mày? Ai biết con ngưỡng tuất là con heo. Trời ơi trời, cao đất mày nói một tiếng là tao chích nhang vô miệng mày liền mày tên không? Dạ. Ôi mày im đi, mày dạ. Ghê quá à. Dạ. Ôi mày ghê quá à. Mày im đi. Cho mày im được không? Dạ con im. Quan tiền tao nhục lắm mày biết không? Bây giờ mày im học. Con im rồi. Ôi cái gì hết trời, ghê quá. Không thể nào chấp nhận được. Tao đứng sau lưng mày, tao tụng, tao mà mày nhắc tao nữa là mày chết. Dạ. Cái đầu để yên nè. Dạ, dạ con biết rồi. Cái đầu để yên nè. Con để yên rồi mà thầy. Cái đầu để yên đi. Con đâu có nhúc nhích cái gì đâu thầy. Thầy đó, đừng có nhúc nhích nữa. Con nhúc nhích lần nào đâu, hết hoài à. Xin lỗi con mày, con biết. Để yên mà. Thầy biết rồi, xin lỗi con quay lên nhau. Thầy vui quá. Tiếng nước ngoài. Mày mà biết mày dịch lại tao thề tao con mày đó. Dạ. Say one a cup. Say one a cup right nữa. Bro, nắp bắt cáp bắt được. 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 ไรโตกะเกมบรูตึมมาไรกะไรกะตะกอนจะบะจ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 ะตะกอนจ
được. Mới lạnh đó thầy. Dạ. Xong rồi đó. Dạ xong rồi hả thầy. Rồi. Dạ. Bây giờ thầy hao nguyên khí quá rồi. Dạ. Có gì về chuyển khoản gấp cho thầy nghe. Dạ. Nhớ tên của thầy nghe. Dạ. Mạc Văn Hết. Mạc Văn Hết là sao? Chủ tên này hay quá vậy thầy. Cái mạc mà nó văn hết luôn mày thấy. Trời ơi thầy hay là quá. Là chỉ có hơn thôi. Dạ. Cái tài khoản thầy như cái con về con rủ qua cho thầy nè. Nhớ nè. Dạ. Khó nhớ lắm nhớ nha. Dạ. 0123456789. Rồi. Chữ số đẹp quá thầy. Nhớ diễn nha thầy nha. Dạ dạ. Bây giờ về nhớ cái đoạn cuối cùng á. Dạ. Là lấy về lấy cái lá thu địch á. Dạ. Biết làm gì không? Dạ. Đốt uống trong mặt. Bữa nói gì vậy? Bữa nói gì? Con thấy bùa là đốt uống mà thầy. Điên. Dạ. Phản khoa học. Dạ. Mày tin gì đó? Dạ. Mày nghĩ sao mà thầy mà nghĩ sao mà cái bùa mà đem mà đốt mà uống. Dạ dạ dạ. Uống tôi chết à? Con không biết. Dạ. Con xin lỗi thầy. Phản khoa học. Dạ. Coi thường thầy. Dạ dạ. Bùa thì làm sao mà đem đốt
uống. Vậy chứ làm gì thầy? Đốt. Hít. Trời ơi, là cầm cái lá thứ địch con đốt xong con hít cái cặn đen vô, con hiểu không? Hít cái lá đen vô, hít khi nào mà hai mắt mày lòi ra cái lá phổi mày đen như lá mía là mày thành công nghe. Có gì thôi thầy, good luck baby. Chết cái lá thứ địch luôn á thầy. Trời đất ơi, cái lá đó mà để không là chịu không nổi mà đốt hết. Đi thầy đi đâu vậy thầy? Ủa thầy, thầy cái xe của con thầy ơi. Ủa thầy xe. Trời đất ơi, xe Hàn Quốc thầy luôn rồi. Vậy mà nói hết xui trả tiền cho tôi. Thì bác mời xin kết thúc. Anh Đức và Trấn Thành xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Người nhạc sĩ ngồi năn nót trên phím đàn, em người ca sĩ thì thầm hát dưới ánh trăng mơ.